Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Thánh nhạc thông cáo về việc sáng tác và sử dụng các bài thánh ca. Ngày nay, các phương tiện truyền thông xã hội phát triển mạnh mẽ đã đem đến cho hoạt động thánh nhạc những thuận lợi tốt đẹp, đồng thời cũng làm phát sinh những vấn đề cần được quan tâm. Vì vậy, Ủy ban Thánh nhạc xin lưu ý những điều sau đây. 1. Trong phụng vụ, chỉ được sử dụng các bài ca đã được chuẩn nhận, các nhạc sĩ tự giới thiệu tác phẩm mới trên Internet, có bổn phận ghi chú các chi tiết chuẩn nhận để giúp các ca đoàn thi hành chu đáo phần vụ của mình là phân định, chọn và hát các bài ca xứng hợp trong phụng vụ. 2. Giáo hội khuyến khích sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội cách đắc lực vào các công việc tông đồ khác nhau, sắc lệnh về truyền thông số 13. Qua các phương tiện truyền thông, các tác phẩm thánh nhạc có giá trị từ những tờ nhạc gốc cho đến những hình thức phát sinh, thu âm, video, vân vân, có thể giúp loan báo tin mừng cách hữu hiệu, đồng thời hướng đến đúng mục đích của thánh nhạc là làm vinh danh Chúa và thánh hóa các tín hữu. Hiến chế về phụng vụ số 112. 3. Giáo hội kêu gọi các tín hữu tự đào tạo cho mình một lương tâm ngay thẳng về việc sử dụng các phương tiện đó, sắc lệnh về truyền thông số 5, và cư xử theo nguyên tắc lòng bác ái thì xây dựng, 1 Côrintô chương 8 câu 1, xem sắc lệnh về truyền thông số 5. 4. Theo truyền thống thánh nhạc Việt Nam, các nhạc sĩ công giáo sáng tác thánh ca để cầu nguyện làm vinh danh Chúa và thánh hóa các tín hữu, không nhằm mục đích lợi nhuận hay thương mại. 5. Đối với các tín hữu phổ biến thánh nhạc trên các phương tiện truyền thông và các nhạc sĩ công giáo, Ủy ban Thánh nhạc Việt Nam kêu gọi hành xử theo nếp sống đạo tốt lành và tinh thần tôn trọng mục đích của thánh nhạc cùng kỷ luật thánh nhạc. Đồng thời, vì các phương tiện truyền thông có hiệu lực vượt khỏi ranh giới quốc gia và biến mỗi người trở thành công dân của toàn thể xã hội nhân loại, sắc lệnh về truyền thông số 22, nên cần tuân thủ luật của mỗi quốc gia và giáo hội địa phương. Được như thế, mới mong thánh nhạc đem lại sự bình an và thánh thiện trên các phương tiện truyền thông xã hội và trong các nghi thức phụng vụ cũng như các buổi diễn nguyện hoặc trình diễn thánh ca có phát sóng. 6. Vì thế, Ủy ban Thánh nhạc xác định: A. Viết hoặc hát thánh ca là để ca tụng Chúa, đừng để bất cứ mục đích nào khác xen vào. Người sử dụng tác phẩm thánh ca cần tôn trọng nguyên tắc nhạc và lời của tác giả. Mỗi khi dùng những bài thánh ca nên cầu nguyện và nhớ đến người đã viết bài ca đó. B. Ủy ban không có quyền sở hữu bất cứ tác phẩm thánh ca nào của nhạc sĩ còn sống cũng như đã qua đời. Chỉ tác giả mới có quyền trên các tác phẩm của mình. C. Ủy ban không thành lập cũng không tham gia hội nhóm nào để bảo vệ tác quyền thánh ca và không ủy quyền cho ai giữ bản quyền tác phẩm thánh nhạc. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2022, Thư ký Ủy ban Thánh nhạc đã ký Linh mục Rocco Nguyễn Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Tin Yêu Chúa. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận tất cả những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.